Xin chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của Atuân TV. Trận đấu đang diễn ra hết sức là căng thẳng nha các bạn nha. Giữa hai cặp đôi, một bên là một nam một nữ, một bên là hai nữ. Ui dồi ui. Đấy, đập cầu hết sức là mạnh. Thủ không thành công. Đấy, hôm nay là cuộc so kè giữa hai tay vợt đến từ Bãi Cháy và hai tay vợt đến từ Hà Khẩu nha các bạn nhé. Đấy, hai chị bên này thì đánh lâu năm rồi, kinh nghiệm khá là mạnh. Còn bên kia là một cô đánh rất lâu lâu rồi, cũng rất là kinh nghiệm. Đấy, có một anh đánh hỗ trợ. Đấy, trận đấu này thì là giao lưu thôi các bạn ạ, không phải là thi đấu nha các bạn nha. Đấy, chắc có lẽ là chị Thái bên này là thể lực đã có phần giảm sút. Đấy, vẫn về rất là mạnh các bạn ạ. Đây, còn phía bên đối diện sân là chúng ta đang diễn ra một cặp đấu cũng mới bắt đầu trận đánh. Đấy, trận đánh giao lưu thôi nha các bạn nha. Đấy, hôm nay không phải thi đấu cái gì cả. Rất mạnh. Rất mạnh. Ui giời. Đấy, hai tay vợt mặc dù là một bên là hai nữ nhưng mà đấy, so kè rất là cân não. Đấy, đấy, dài cầu các bạn ạ. Đấy, đây chị áo đen bên này đánh khá là tốt các bạn, để đánh lực đập rất là mạnh. Đấy, hai chị, một chị là thủ tốt, một chị là đập mạnh nha các bạn nha. Đấy, còn phía bên đối diện là có một cô đánh 20 năm rồi, mặc dù không thể sức trẻ bằng bên này nhưng mà đấy, cô kinh nghiệm có thừa các bạn ạ. Ấy, thủ rất là tốt. Đấy, tỷ số đang là 3-2 nha các bạn nha. Quá tốt. Quá tốt luôn. Đấy, ở bên sân bên này cũng đang diễn ra một cặp đấu hết sức đấy, là đều tay nha các bạn nha. Đấy, bên này đánh giao lưu. Đấy,
Đấy. Đấy, bên này thì đang đánh hết sức là đều tay luôn. Bên cặp đôi đấy, bên này có vẻ trẻ trung hơn và sức khỏe thì tốt hơn. Còn đấy, rất là kinh nghiệm các bạn. Úi, thủ rất là tốt. Ui dồi, ui dồi, ui dồi. Tỷ số đang là 6-5 nha các bạn nha. Đổi một điểm 7-5. Ý. Gần về cuối trận rồi nhưng mà cái lực đập là vẫn rất là căng đét đẹp đẹp. Ý. Đấy. Ngoài cầu. Ngoài cầu các bạn ạ. Ngoài cầu. Công nhận chị áo đen này đập khỏe thật. Thủ cũng tốt. Vẻ mặt thất vọng của chị áo đen. Đấy. Vẻ mặt thất vọng.